À, người chơi điện tử vừa mới lập kênh mới, tên là Mì Tôm Hai Trứng. Anh em ghé qua rồi ấn sub để đón chờ những content về game mới thật thú vị nhé. Link kênh ở dưới phần mô tả. Một thế giới nơi các nhân vật trong game có thể tương tác với nhau. Một kẻ xấu cùng khả năng đập phá mọi thứ, nhưng không phải Hook, đã rời game để lấy được huy chương tối cao của trò chơi sinh tồn. Chuyện gì sẽ xảy ra? Tất cả sẽ có trong recap sàm Wreck It Rap phần 1. Bộ phim bắt đầu với Rap, Not Rapper, Hater, Mây Mờ, Make Money. Anh là tay to, khá là hay hò, cùng sở thích phá cửa kính, luôn đối đầu với Felix, chiến thần sửa chữa sở hữu cây búa diệu kỳ. Khi Felix hoàn thành công việc thì được thưởng huy chương, còn Rap sẽ hân hạnh tiếp đất vào mặt. Đó là nội dung game Fix It Felix, một trò chơi huyền thoại và trường tồn qua năm tháng. Tôi ước gì Dinh Mi cũng vậy. Cứ mỗi đêm khi cửa hàng đóng cửa, nhân vật trong các trò chơi sẽ nghỉ ngơi, bao gồm cả Felix và Rap. Nhưng thay vì ngon giấc trong căn penthouse nào đó, thì anh lại phải ngủ cùng Lộc Phu Hô. Và đương nhiên là ghen tị với Felix, kẻ luôn được mọi người yêu quý. Rap bày tỏ lòng mình với hội Batman, không phải chạy mồ côi, mà là những kẻ phản diện trong các trò chơi điện tử khác nhau. Họ đều biết game nào mà chả có boss. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục thay ta? Chử Rap vì anh không muốn làm kẻ xấu nữa. Những người khác hoảng hốt khi nghe tin này, khuyên Rap đừng cố thay đổi trò chơi, nếu không sẽ có kết cục giống Turbo. Cả hội đọc tuyên ngôn của kẻ xấu rồi tán họp. Raph thì ăn trộm quả cherry từ trò Pac-Man thông qua đường dây điện trở về khu trung tâm, nơi trung chuyển của khu trò chơi. Nhưng khi vừa ra khỏi cổng, Raph đã bị chặn lại bởi nhân viên an ninh vì lão muốn ăn trái cây, và đương nhiên là anh không cho. Tuy nhiên, Raph lại chia sẻ đồ ăn với những người vô gia cư, nhân vật của các dead game khác. Trở lại với khu nhà của Felix, giờ khắc mẹ thì nhà khá bảnh đó, vì hôm nay là kỷ niệm 30 năm trò chơi ra mắt. Điều này khiến Raph điên lên vì không được mời, quyết định đến tận nơi buộc Felix bước ra chào hỏi, nói mọi người đang tổ chức lễ kỷ niệm. Liệu Raf có muốn vào hay không? Đoán xem kết quả sẽ thế nào? Việc anh xuất hiện khiến cư dân không vui. Nhưng đúng lúc này bánh được mang ra, đẩy mâu thuẫn lên cao hơn. Khi Raf muốn tượng của mình đứng chung với những người khác, gã thị trưởng JR xây đéo và nói trên sân thượng chỉ có Felix vì đứng trên cao mới nhận được huy chương. Nhưng Raf lại nói tôi là Thor, vẫn xứng đáng, và tôi không hề là xấu. Rồi tức giận đập nát cái bánh. Đối diện với những ánh mắt hình viên đạn, Raf thề sẽ có huy chương của riêng mình rồi bỏ đi. Sau đó anh đến quán bar, đương nhiên là trong trò Saber, tâm sự rằng mình chỉ muốn có được sự tôn trọng của hàng xóm. Nhân viên nói anh có thể tìm huy chương bỏ đi trong nhà kho. Nhưng ngoài Tiểu Cường, tiểu tình yêu của Nhật, dấu pin của LOL và xịp rách thì chẳng có cái huy chương nào. Đúng lúc này, một tên robot ngáo đá đi ngang qua Raph, làm nhảm về việc bản thân phải vào sinh ra tử vì một cái huy chương vô nghĩa, khiến mắt Raph sáng lên. Bất ngờ Tiểu Cường xuất hiện trên vai anh, làm người lính dũng cảm kia ngất lịm, nên Raph lột đồ hắn ta, giả dạng quân lính để xâm nhập vào game bổn phận anh hùng. Đúng lúc này, khu trò chơi mở cửa và một cô bé bắt đầu vào giải cứu thế giới. Đứng đầu đội quân là Calhoun, giống Riven phết, với nhiệm vụ dẫn dắt người chơi tiêu diệt lũ bọ máy. Cuộc chiến nổ ra mà Raf chỉ biết chạy rồi chắn con mẹ nó màn hình của người chơi, khiến Calhoun phải can thiệp. Cô nói hãy tấn công vào căn cứ của lũ bọ, nên Raf phá hàng lối chạy thẳng vào trong rồi lại chạy ngược ra kêu cứu, khiến cô bé người chơi đần như tường bần, xong phí 2 xeng luôn. Địt mẹ game luôn. Trò chơi kết thúc, nước mắt em không rơi, nhưng một cột sáng gọi hết đám bọ về, còn Raf thì bị Calhoun cho ăn đấm vì tội cản trở nhân vật. Tất cả binh lính trở về điểm xuất phát, trong khi Raf chạy về phía tòa tháp nơi đang cất giữ cái huy chương. Bên ngoài, cô bé chuyển qua trời Fix It Felix, nhưng không hề có ai đập phá, khiến Felix đãi ra máu vì phải nhảy đi nhảy lại mà không được sửa chữa. Cậu chiếm quyền điều khiển để đi tìm Raph, nhưng đương nhiên là anh không ở đây. Điều này khiến cô bé báo cáo với chủ tiệm rằng game hỏng con mẹ nó rồi, ông nói sẽ sửa nó vào ngày mai, không được thì sẽ rút điện. Sau đó dán thông báo lỗi khiến cư dân trong trò chơi lo lắng và buộc Felix phải đi tìm Raph về. Trong khi đó, Raph người nhện đang leo lên đỉnh tháp tiến dần đến cái huy chương, còn Felix cũng tìm đến đây, suýt ngập kẹo đồng nếu không cộng Max nhanh nhẹn. Cậu giải thích mình tới để tìm Raph, người đang phá kính để xâm nhập tòa tháp, trong đây là vô số trứng bọ nên phải hết sức cẩn thận để bước qua. Những ảo tưởng về chiếc huy chương hiện ra khiến anh lên đỉnh. Chính lúc lâng lâng như vậy thì Raph dẫm vào một quả trứng, nở ra Erdi và Seth, nhầm, nở ra một con bọ robot. Nó bám vào mặt Raph khiến anh vô tình ốp lết hết đống trứng rồi ngã vào một cái phi thuyền, phóng ra khỏi trò chơi tiến vào một đường hầm khác. Raph vừa gỡ con bọ ra thì nó cương lên khiến phi thuyền mất kiểm soát, lao thẳng xuống một vùng đất bằng kẹo. Cả hai bị bắn ra ngoài, làm Raph cosplay DJ Chip, còn con bọ chìm nghỉm trong khoai môn. Thì ra nơi đây là Sugar Rush, đường đua kẹo ngọt, và cái quái gì cũng mang đến cảm giác tiểu đường. Anh phát hiện cái huy chương không còn ở trên cổ mà đang lơ lửng ở ngọn cây, nên vội lao đến đó để rồi vô tình gặp Vanellope von Sweet. Tôi cũng đếch biết mình đọc có đúng không nữa. Một cô bé với cái mồm chạy hết công suất, Vanellope ngước lên vô tình phát hiện ra cái huy chương nên cả hai bắt đầu tranh nhau. Với sự nhỏ nhắn nhanh nhẹn, cô bé giành được nó, nhưng toàn thân bỗng nhấp nháy rồi chạy còn mẹ đi mất. Trong khi đó, Calhoun và Felix theo sự chỉ dẫn đến Sugar Rush để truy tìm con bọ trong cái phi thuyền, vì nếu để nó tự do nó sẽ ăn tất cả mọi
thứ rồi lan ra cả khu trò chơi. Ôi sợ thế, phải gọi BK về thôi. Lúc này Felix mới được nghe kể về Calhoun rằng cô mãi mới có người chịu lấy thì một con bọ xuất hiện ăn mất người chồng, nên cô luôn giữ một thái độ điên cuồng. Cả hai sau đó cưỡi ván bay vào Sugar Rush, nơi đang chuẩn bị có một cuộc đua nhằm lựa chọn những nhân vật cho ngày chơi hôm sau với lệ phí là 1 đồng tiền vàng. Thì ra đó là lý do mà Venelope lấy cái huy chương và thành công đăng ký tham gia. Điều này khiến tất cả mọi người đều sợ hãi, vì sao thì tí biết. Nhưng vua kẹo ra lệnh cho bảo vệ giải quyết, buộc cô bé phải bỏ chạy. Đúng lúc này Semesis xuất hiện, anh phá tung mọi thứ để bắt Venelope, để rồi bị cái bánh úp trọng và bị hai cảnh sát bánh quy xử lý, đem về cung của vua kẹo. Raph nói rõ mục đích là đi tìm cái huy chương, nhưng nó đã trở thành cái mã lệnh rồi con đó. Chỉ khi nào có người thắng thì mới lấy lại được. Vua kẹo ra lệnh đuổi Raph khỏi vương quốc, nên lính canh định cắt cái bánh trên người anh. Raph sợ hãi lao ra khỏi tòa tháp, vỡ nát cái bánh, buộc hai tên cảnh sát phải đóng cửa thả chó. Anh ẩn thân chi thuật trong hồ sô cô la nên thoát chết. Sau đó vô tình thấy Venelope bị bắt nạt, đám người phá xe của cô bé, vì chập chờn thì không được phép đua, không thể chịu đổi nữa. Anh quyết định ngăn cản vụ bạo hành. Venelope nói mình sẽ hoàn trả đồng tiền sau khi thắng cuộc, nhưng Raph nên đi kiếm huy chương múa quạt với đôi tay kia thì hơn. Sau đó cô bé lại đưa ra đề nghị nhờ anh làm một chiếc xe đua để cô giành top 1 mang huy chương về. Deal. Trong khi đó, Calhoun và Felix dò theo con bọ này. Cậu kể chuyện khi xưa có một người tên Turbo cũng giống hệt như Raph, thích sự nổi tiếng đến độ sang cả trò chơi khác, làm cả hai trò phải ngừng hoạt động, nên Raph cần về nhà hoặc Fixit Felix cũng sẽ chịu chung số phận. Mãi nói chuyện, cả hai rơi xuống một hố cát lún, đường thoát duy nhất là kẹo dẻo cười, thấy gì vui là kéo đến, buộc Calhoun phải tát Felix, nhưng cậu không sao vì sửa được mọi thứ, và thế là cả hai thoát nạn. Calhoun nhìn Felix đắm đuối trong một khung cảnh lãng mạn nên nổ súng đánh tan ngượng ngùng, sau đó định lên cao để tìm tín hiệu bọ máy, không hề biết nó đang ăn và không ngừng cương lên dưới lòng đất. Phía bên kia, Venelope và Raph đột nhập khu sản xuất ô tô, tham gia các trò chơi để chọn nguyên liệu, chọn màu sơn nhằm tăng damage để cuối cùng tạo ra một con Maserati sặc sỡ, khiến cô bé rất sung sướng. Nhưng đúng lúc này, bảo vệ phát hiện ra chập chờn nên báo cho vua kẹo, buộc Raph phải đưa cả hai chạy trốn. Theo lời Venelope, họ lao vào một góc lác, cắt đuôi đám theo sau. Nhưng vấn đề phát sinh lúc này là Venelope không biết lái xe. Mày định đua bằng niềm tin và tình bạn à? Raph mất cái huy chương thật rồi. Buồn bã đi về phía hồ nước, nhưng đây là Mentos, đây là Coca, nếu nó rơi xuống thì sao? Đây cũng là nhà của Venelope, thấy cô bé có hoàn cảnh y hệt mình, Raph hiểu ra và quyết định giúp đỡ bằng cách phá nát đường. Thế gì vậy trời? Để làm nơi tập lái xe. Và thế là Raph trở thành huấn luyện viên bất đắc dĩ, ăn no hành, nhưng kỹ năng lái xe của Venelope thì ngày càng tiến bộ. Cùng lúc đó, vua kẹo lại hết sức lo lắng, quyết định can thiệp vào mã nguồn của trò chơi, lấy ra cái huy chương của Raph trong khi bộ mã của Venelope lại bị cô lập với tất cả. Phía bên kia, Felix ra sức tán tỉnh Calhoun vì ngực to thế này cơ mà, nhưng nó lại khiến Calhoun nhớ về người yêu cũ nên lập tức đuổi Felix đi, còn bản thân thì bay mất. Cậu tới gõ cửa cùng điện kẹo nhưng lại bị tên sầu chanh đưa vào bẫy. Tại núi Coca, Raph quyết định cho Venelope ra đường đua ngoài trời. Cô bé nói quên đồ rồi chạy vào trong. Lúc này vua kẹo xuất hiện, Raph định ăn lão luôn, nhưng vua kẹo lật lá bài cuối, đưa ra cái huy chương, đồng thời nói rằng không muốn để Venelope tham gia đua, vì nếu người chơi chọn chúng cô sẽ nghĩ trò chơi bị lỗi và tất cả sẽ kết thúc, thần dân vương quốc sẽ trở thành vô gia cư, còn Venelope chập chờn thì không thể thoát ra được. Bị lý lẽ thuyết phục, Raph lại gần chiếc xe hai người chế tạo rồi cất cái huy chương đi khi cô bé quay trở lại. Anh định giải thích mọi chuyện thì Venelope lại tặng một chiếc huy chương tự làm với dòng chữ You're My Hero, khiến nội tâm Raph đấu tranh mạnh mẽ. Nhưng vì bảo vệ an toàn cho cô, anh khuyên cô dừng lại, mặc cho sự phản đối của Venelope. Raph đau lòng đập nát chiếc xe rồi cầm cái huy chương trở về Fixit Felix. Anh tìm gặp JR nhưng ông ta lại nói mọi thứ kết thúc rồi vì trò chơi sắp bị rút điện. Cầm trên tay tấm huy chương vất vả mãi mới lấy được, Raph không cảm nhận được niềm vui nên ném thẳng nó vào tấm cảnh báo. Nó rơi xuống để lộ hình ảnh Venelope và trò Sugar Rush. Ngay lập tức, Raph quay trở lại vùng quốc kẹo, dùng khả năng múa lưỡi để đe dọa tên sầu chanh theo nghĩa đen. Thế là hắn phải nói ra sự thật rằng chính vua kẹo đã phá mã nguồn của Venelope, và nếu cô vượt qua chặng đua, mọi thứ sẽ khởi động lại, sẽ không còn chập chờn nữa. Nhưng lúc này Vene đang bị giam cùng Felix nên Raph phải hành động ngay. Trong lúc đó, Calhoun vẫn truy tìm con bọ, phát hiện ra nó đã ỉa ra vô số trứng nên thế giới sắp lâm nguy. Felix thì bị giam, ra sức phá mấy thanh kẹo nhưng cái búa chỉ dùng để sửa chữa mà thôi. Đúng lúc này, Raph phá cửa phòng giam, giải thích mọi chuyện với Felix và cả hai giảng hòa. Giảng hòa thật đấy. Trong khi đó, Venelope đang bị khóa cứng thì Raph lại phá cửa mang chiếc xe đã sửa vào, tạ lỗi chân thành nên nhận được sự tha thứ từ cô bé. Phía ngoài, đường đua Sugar Rush khai mạc nên Venelope, Raph và Felix vội lao đến với nhiệm vụ duy nhất là băng qua vạch đích. Trong khi đó, nhóm người vua kẹo đang mải miết đua, không hề để ý đến Vene đã xuất hiện. Cô sử dụng khả năng chập chờn, dịch chuyển lên trước, ăn gian vừa lỡ rồi băng băng về đích. Đúng lúc này, Calhoun xuất hiện tặng Raph một quả đấm vì có
cơn bọ máy sắp hủy diệt tất cả. Quả nhiên vừa dứt lời thì chúng xuất hiện, buộc mọi người phải di chuyển đến trung tâm trò chơi. Còn Raph tiếp tục lo lắng cho Venelope, người lúc này đang tranh top 1 với bồ kẹo. Lão già chơi xấu tấn công cô bé rồi hiện nguyên hình là Turbo. Hắn định đè chết Vene, nhưng cô bé sử dụng skill chập chờn, né đòn tấn công rồi lao ra khỏi hầm. Turbo thì bị một con bọ chặn đường sơi tái. Venelope băng băng về đích, nhưng đám bọ từ dưới đất bay lên khiến đường đua bị phá hủy và cô bé văng ra rìa đường. Cả ba nhìn đích bị lũ bọ vây kín nên quyết định rời khỏi trò chơi, nhưng Venelope bị lỗi nên không thể ra ngoài, buộc phải nói lời vĩnh biệt. Trong khi Calhoun định nổ tung lối vào, nhưng não Raph nhảy số lần duy nhất trong đời, anh nhảy lên ván bay, lao thẳng về phía Coca và Mantis, bắt đầu đập phá để tạo cột sáng. Đúng lúc này, Turbo xuất hiện trong hình dáng con bọ, ngăn cản Raph cứu trò chơi. Lão già nhấc anh bay lên, nhưng Raph quyết định hy sinh để bảo vệ Venelope, nhảy xuống dưới, đấm mạnh vào đống Mantis, khiến chúng rơi xuống hồ Coca phía dưới. Raph thì đã sẵn sàng hy sinh, nhưng ôi không, Venelope cứu sống anh mất rồi. Cô bé sử dụng khả năng chập chờn xuyên tường, trong khi hồ Coca bùng nổ như Iran, thu hút đám bọ bay đến, bao gồm cả Turbo, và thế là toàn bộ kẻ xấu bị tiêu diệt. Raph và Venelope ngã xuống hồ sô cô la bình an, trong khi Felix tranh thủ liếm cao hùn tí nhưng lại được cô chủ động hôn lại. Ôi đi mẹ. Felix sau đó sửa lại vạch đích, giúp Venelope đi qua, khởi động lại mã nguồn, biến ra cho cô bé một bộ váy hồng, đồng thời khôi phục lại vương quốc kẹo. Hóa ra cô vốn dĩ là công chúa nên đám bắt nạt sợ vãi đái. Với sự hiền từ của mình, Ven quyết định xử tử chúng. Đùa tí gì căng. Nhưng cô bé từ bỏ thân phận, trở lại làm chập chờn. Còn Calhoun, Felix và Raph trở lại trò chơi của mình, dù anh chàng tay to cực kỳ lưu luyến. Cuối phim, Fixit Felix trở lại hoạt động. Raph vẫn ngày ngày bú bùn, nhưng đã đưa thêm nhiều người vô gia cư khác về ở cùng, khiến trò chơi ngày càng hot. Còn anh nhận được thêm nhiều sự quý mến. Felix số hưởng vỡ được cô vợ ngực ngoại cỡ Calhoun. Raph thì tìm được khoảnh khắc hạnh phúc của đời mình, đó là khi bị ném từ sân thượng, vì khi đó anh có thể nhìn thấy Venelope. Và thế là hết phần 1 rồi. Tôi chấm phim này được 9,5 điểm bởi sự sáng tạo, thú vị và đầy tính nhân văn. Vậy chần chừ gì nữa mà không bấm like để chúng tôi còn làm tiếp phần 2 của Wreck-It Ralph. Ralph và Venelope phải đến thế giới internet rộng lớn nhằm cứu lấy trò chơi Sugar Rush sắp bị phá hủy. Tại đây, Ralph đã kích hoạt một con virus nguy hiểm khiến BKAV cũng phải bó tay. Vậy mọi thứ sẽ được giải quyết như nào? Tất cả sẽ có trong recap sàm Ralph Breaks the Internet hoặc Ralph 2 nếu muốn có sự liên kết với phần 1. Bộ phim bắt đầu với Ralph và Venelope ở trung tâm trò chơi, cá cược xem liệu Zen Gip có gạ đủ thành công hay không. Nhìn thế kia thì chắc là có. Cả hai sau đó đi uống bia, đua xe và chắc chắn sẽ lên phường nếu gặp phải cờ động. Raph rất vui vì sau bao năm cô đơn, giờ đã có Venelope làm bạn và không hề muốn cuộc sống này thay đổi tí nào. Không spoil đâu, nhưng nó sắp đổi rồi. Khi chủ khu trò chơi, Leadwork mang đến một điều mới lạ, chính là Internet, nơi có những thượng nhân cấm nước ngoài ăn thịt động vật. Người bảo vệ xuất hiện, yêu cầu tất cả tránh xa khu vực mới, làm Venelope vô cùng tò mò. Cô bé đã quá chán với trò chơi của mình và muốn thử món lạ, nên Raph quyết định hành động. Trong khi đó, người chơi lựa chọn chập chờn để chơi Sugar Rush, dễ dàng vượt qua các tay đua khác. Cho đến khi Raph xây một đường đua mới, đặt tên nó là Đại Nam, khiến Venelope vô cùng thích thú. Cô bé chạy theo con đường kỳ lạ, tận hưởng cảm giác hưng phấn mà quên rằng mình đang được điều khiển. Người chơi ra sức đảo vô lăng và boom, gãy rồi. Venelope mất lái lao ra rìa đường nhưng vẫn cười tươi cảm ơn Raph, không hề biết rằng trò chơi sắp lâm nguy khi Leadwork cố sửa và khiến cái vô lăng bị gãy. Xưởng sản xuất Sugar Rush đã đóng cửa nhiều năm và cái vô lăng duy nhất còn lại thì quá đắt, buộc ông phải quyết định bán máy. Điều này khiến thần dân vương quốc kẹo sợ hãi, trốn ra khu vực trung tâm và trở thành những kẻ vô gia cư. Venelope đau buồn nhìn Sugar Rush từ mái nhà của Fixit Felix, còn Raph lại nghĩ cô bé không cần làm việc nữa, không phải tuyệt sao? Ra mà tôi cũng thế, nhưng không, cô bé thích cảm giác đua xe vì còn làm việc mới là còn sống, nên buồn bã nói mình muốn đắm chìm trong sự cô đơn một thời gian. Những nhân vật khác của Sugar Rush tỏa ra mọi nơi, kẹo chanh được JR đem về uống cùng đường, còn đám nhóc thì được vợ chồng Felix nhận nuôi, khiến người bảo vệ hoang hốt can ngăn, bởi nhận một lũ nhót đồ về thì bán máu tới chết mất thôi. Raph ở quán bia vẫn đợi Venelope đến, nhưng người tới lại là Felix, đang rất khầu vì nửa khổ nửa sầu bởi lũ nhóc. Nhưng bất ngờ Raph nhớ lại rằng có vô lăng trên eBay nên quyết định quay về tìm Venelope, chuẩn bị xâm nhập vào internet để giải cứu Sugar Rush. Nếu các bạn thắc mắc trong cục wifi như nào thì nó như này đây. Leadwork kết nối mạng, mở ra con đường đến eBay cho Raph và Venelope, cả hai theo đường truyền mạng tới một thế giới hoàn toàn mới, kỳ diệu và đầy lạ lẫm. Họ nhìn thấy chị Google, lúc này là No Small, nên tiến lại gần để hỏi đường. Ô ô tô, ô la la, ô kìa sao bé không lắc, không, không mặc đồ, không cảm xúc, không ấn like. Thằng cha này bị sao thế nhỉ? Tự động điền đó anh. Cho tôi tìm vô lăng Sugar Rush trên eBay. Ngay lập tức, Venelope tìm được kết quả, cùng Raph tới nơi cần đến, eBay, nơi đấu giá tất cả mọi thứ, từ bức mèo con một bã, xương chậu cho đến miếng pizza có mặt Beyoncé, khiến Raph và Venelope nghĩ cứ đọc số to là sẽ mua được đồ. Cả hai đến chỗ bán cái vô lăng, cứ số to mà hét, đẩy giá lên đến 27.001 đô. Raph sau đó nhận giấy xác nhận thanh toán, đến quầy làm thủ tục với thái độ dương dương tự đắc, rồi lập tức âm âm u u khi biết
phải trả số tiền khổng lồ đó trong 24 giờ. Anh điên tiết phá hỏng biển quảng cáo, khiến nó đè bẹp người khác, cắt internet của một cô gái. Mà em hạng lùng. Để có tiền trả cho cái vô lăng, hai người quyết định tìm đến JP Spamly, một nhân viên bán hàng rong, rồi theo ông ta về trụ sở công ty, được giới thiệu rằng chỉ cần kiếm những món đồ cần thiết thì có thể bán lại và hết tờ mây mờ make money. Hai người sẽ phải tìm chiếc xe của Shark từ Slaughter Race, game đua xe hot nhất lúc bấy giờ. Đúng sở trường nên Rap và Venelope tự tin lắm, cho đến khi thấy cảnh đổ nát, nguy hiểm mà trò chơi mang lại, nên đành âm thầm đột nhập vào gara để xe. Họ tận mắt chiếm ngưỡng chiếc siêu xe và gặp những nhân vật khác cũng đang cố trộm nó, nhưng đã bị chặn lại bởi đám người của Shang, cô gái xinh đẹp được lồng tiếng bởi Wonder Woman. Hai tên trộm lập tức bị thiêu chết, đưa hai đứa nhóc trở về điểm xuất phát, còn Ralph không thể đứng nữa. Nhưng Venelope lại đưa ra một ý tưởng, biến anh thành người của cục quản lý tiếng ồn, đánh lạc hướng nhóm của Shang, trong khi cô bé bí mật leo lên xe, rồi đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao ra ngoài, đưa theo gã tay to, trong khi Shang cướp một cái khác để đuổi theo. Phía sau, một con bò trong hình dáng ô tô theo sát Ralph và Venelope bất ngờ lao từ trên cầu xuống, định húc xe hai người, nhưng Vene đã tăng tốc phóng đi, trong khi Shang đuổi ngay đằng sau. Cả hai thể hiện trình độ lái xe điều luyện, bất phân thắng bại, cho đến khi Venelope thấy một đường hầm bị chặn, sử dụng khả năng chập chờn xuyên qua nơi đó, cắt đuôi Shang và lối ra ở ngay phía trước. Nhưng cô gái tóc nâu xinh đẹp không phải dạng vừa, mà là dạng Dom Toretto, nhanh chóng đuổi kịp xe hai người. Venelope trong giây phút kinh ngạc đã bị chặn lại bởi đồng đội của Shang. Để tránh bị giết, Ralph quyết định giảng hòa, nhưng Shang là con gái nên chàng tay to quyết định khóc lóc xin tha, đồng thời kể rõ nguyên nhân trộm xe. Shang rất trượng nghĩa nên quyết định lấy lại cái xe, đồng thời quay một đoạn video của Ralph đăng lên BuzzTube để làm gì? Để có like, có fame và nhất là để kiếm tiền nếu video nổi tiếng. Cả hai cũng có thể tìm Yes, trưởng phòng thuật toán để xin giúp đỡ. Shang rời đi, ngầu lòi, khiến Venelope thần tượng vãi. Cả hai sau đó rời khỏi Slaughter Race, chập chờn định đến tìm gặp Yes, còn Rap muốn ở lại chỗ Spamly. Nhưng đúng lúc này, nhân viên eBay xuất hiện nói đơn sẽ bị hủy sau 8 tiếng nữa, buộc Rap phải đồng ý với Vene. Họ tiến vào trụ sở BuzzTube, phát hiện ra video của Rap đang on top không phải trending, khiến lượng tìm tăng lên đáng kể và hai người tràn đầy hy vọng đến gặp Yes. Người luôn nói no với mọi thứ, đến mức xanh lè xanh lét. Rap và Venelope xông vào trong, được Yes chào đón vì video đang viral. Cô khen Rap dễ thương, bắn tim tùm lum, nhưng Vene chưa muốn ăn cơm chó nên vào thẳng vấn đề tiền bố mày đâu. Tim là tiền đó baby à. Wow, hẳn 43 đô, cách mục tiêu 26.957 thôi chứ mấy. Thế là Ralph quyết định trở thành BuzzTuber để kiếm thêm tiền bằng cách bắt chước những thứ đang phổ biến, như thả mọi thứ xuống 100 con dao, sinh tồn trên đảo hoang, hay tập dưỡng sinh với người không già. Được, tôi làm hết. Và thế là thỏa thuận được thiết lập. Ralph bắt đầu quay các clip ngớ ngẩn nhưng lại được công chúng đón nhận, thả tim liên tục và trở nên viral một cách khủng khiếp. Ai ai cũng xem Ralph, khiến anh bùng cháy. Còn Yes nhận ra tiềm năng của gã tay to, cô triển khai các chiến dịch quảng cáo tới mọi ngóc ngách của mạng xã hội, khiến lượng người biết đến Ralph ngày càng nhiều hơn. Nhưng Venelope cũng muốn giúp đỡ, buộc Yes phải để cô bé đi quảng cáo tại Oh My Disney, nơi chứa đầy những nhân vật hoạt hình nổi tiếng, những cô công chúa và người hoạt ngôn nhất trên đời Groot. Vene cố gắng quảng cáo cho video của Ralph nhưng vì không có giấy phép nên bị cảnh linh lùa, buộc phải trốn vào khu vực của người nổi tiếng rồi lạc vào phòng của các công chúa. May mắn là không có thủy tề, cô bé lập tức được chào đón bằng vũ khí các loại, đành giải thích mình cũng là công chúa của tộc Sugar Rush Fall Street. Em có tóc ma thuật. Nờ, em hiểu tiếng chó. No, em bị nhét táo độc vào mồm. Nờ nờ, làm bạn với phù thủy và bị lừa mất đôi chân. Nu, em báo công an nhé. Vậy em có mẹ không? Na, thế thì chúng ta đều là công chúa. Venelope nhanh chóng hòa nhập, thay đổi phong cách ăn mặc của mọi người. Còn họ khuyên cô bé nên tìm lý tưởng sống của đời mình thông qua việc hát lên và được ánh sáng chiếu vào, khiến Vene khá mơ hồ. Trở lại với Ralph, lúc này đang làm video để up lên BuzzTube thì nhân viên eBay xuất hiện thông báo đơn hàng sẽ hủy sau 30 phút nữa. Đúng lúc này, mạng lại bị lỗi, buộc Ralph phải tự mình đi kiếm tìm dạng và bất ngờ phát hiện ra khu vực bình luận toàn là ném đá, nên anh cảm thấy rất hụt hẫng. Luật đầu tiên trên mạng, đừng có mà đọc comment bạn ạ. Ralph nói mình không quan tâm đến cái gì khác ngoài Venelope, và lúc này tài khoản đã hơn 30.000 đô rồi, nên quyết định cùng nhân viên eBay đi thanh toán, đồng thời hẹn gặp chập chờn để cùng về nhà. Điều này khiến cô bé buồn bã, cơ thể bắt đầu xuất hiện một luồng sáng, còn Vene thì lại nói tiếng Việt và tung tăng chạy nhảy hát hò, biến con mẹ nó cái phim này thành hoạt hình ca nhạc. Tôi đã định tắt không xem nữa thì Shang xuất hiện, khiến khuôn mặt cô bé tràn đầy sự vui vẻ. Trong khi đó, Ralph đang đợi Venelope quay lại, sốt ruột đến gọi điện, tình cờ phát hiện cô bé đang ở cạnh Shang. Vene tâm sự một bí mật rằng mình không hề muốn trở về Sugar Rush, quá nhàm chán, nhưng Ralph lại thích làm những việc lặp đi lặp lại. Shang nói, đâu ai ép bản thân làm những gì bạn mình thích, nên Vene quyết định ở lại Slaughter Race. Ơ bố mày làm thằng điên trên mạng bấy lâu nay là vì ai? Ralph đau đớn đánh rơi cái điện thoại, rồi định đến đập Shang một trận. Ôi bạn ơi! Nhưng Spamly nói làm như vậy thật ngu ngốc, nên Ralph nghĩ nên phá Slaughter Race để Venelope không muốn ở đó nữa, bằng cách theo gã xanh lè xanh lét đến nơi sản xuất virus, gọi là Darknet. Cả hai tới gặp Double Den, một con gì đó, có một con gì đó ở trên cổ. Ralph
nói muốn xin một con virus để làm giảm tốc độ của trò chơi, và hắn đưa ra Aether, kẻ bất ổn. Con virus sẽ tìm ra những điểm lỗi, sau đó nhân nó lên và phát tán khắp game. Không ai bị thương phải không? Miễn là nó đừng ra khỏi Slaughter Race, giờ thì cút. Trong khi đó, Venelope đang sẵn sàng cho chặng đua đầu tiên, nhưng vẫn lo lắng về tình trạng của Raph. Shanks lại nói, ôi dồi ôi, mấy đứa anh ta lại tìm được bé Loli khác thôi. Nên Vene vui trở lại, bắt đầu chặng đua. Trong khi con virus xuất hiện từ dưới cống, nó bắt đầu quét các điểm bất ổn, vỡ ngay được Venelope đang chập chờn, nên lập tức phát tán khắp nơi. Mọi thứ chập chờn theo cô bé, khiến game sẽ tái khởi động sau 60 giây. Raph nhận ra mình ngu, vội lao vào cứu Venelope vì những gì không thuộc về game sẽ bị xóa. Shanks vội đưa cô bé rời đi, nhưng một tòa nhà sập xuống khiến Vene đập đầu vào vô lăng ngất lịm. Đúng lúc này, Raph xuất hiện, phá tường cứu cô bé ra ngoài. Chập chờn dần tỉnh lại, khóc lóc vì nghĩ mình ảnh hưởng đến game của Shanks, khiến Raph thấy tội lỗi và thú nhận mình đã thả virus. Điều này khiến Vene điên lên, chửi anh thậm tệ, rồi vứt cái huy chương anh hùng trên cổ Raph đi. Sau đó quay lưng đầu không ngoảnh lại, vì bạn bè là không được chơi xấu nhau. Đúng lúc này, con virus kẻ bất ổn theo bức tường trốn ra ngoài, sao chép sự đau khổ của Raph, phát tán khiến anh nhân bản ra vô số. Tôi sẽ gọi là Raph Zombie cho dễ phân biệt. Chúng tấn công internet, chặn tất cả mọi người truy cập với mục đích duy nhất là tìm Venelope. Cô bé đành chạy đến chỗ No Small xin giúp đỡ, trong khi cả đám zombie đuổi theo sau, buộc cả hai phải đóng cửa cố thủ trong nhà. Nhưng chưa trụ được bao lâu thì một Raph lao vào trong, vô tình lại là phiên bản gốc, kẻ không hề biết chuyện gì đang xảy ra. No Small thì biết tất cả là do virus bất ổn, sao chép hành vi đòi hỏi đeo bám và chiếm hữu từ Raph, nên có hai cách giải quyết. Một là đi trị liệu tâm lý, không hợp lý lắm. Hai là đến khu vực quét virus, nên cả hai đi nhờ Yes vì cô biết nơi đó. Yes khá điên vì Raph phá nơi mình làm việc, nhưng lại trân trọng những người hết mình vì bạn, nên phối hợp cùng cả hai dụ đám zombie. Lần đầu tiên Raph có cảm giác được theo đuổi. Xin lỗi Venelope vì đã làm phiền suốt thời gian qua, nhưng cô bé đã tha thứ. Đúng lúc này, khu vực diệt virus hiện ra và sắp hết phim nói. Không, khi đám Raph zombie tụ lại, đánh bay chiếc phi thuyền, rồi kết hợp thành Raph siêu to khổng lồ. Anh yêu cầu Yes đưa Venelope rời đi, còn bản thân ở lại chiến đấu, nhưng nhanh chóng bị đánh bay. Anh ném cái đinh vào mặt con siêu thú, khiến nó ngã đè vào tòa nhà Vene đang trốn, nhưng vẫn cố sức đỡ lấy cô bé, rồi leo lên nóc nhà ngồi. Vene ra sức đe dọa hắn thả cô ra, trong khi Raph cưỡi tàu điện siêu tốc cắt linh Hà Đông lướt qua, rồi lựa thời điểm cứu bản thân, để cô bé tại nơi an toàn, còn mình thì bị bắt. Tên khổng lồ bóp chặt Raph, khiến Venelope đau đớn nhận thua, chấp nhận chỉ làm bạn với hắn. Nhưng Raph lại nói như thế không đúng, không thể sở hữu cô bé được vì chưa đủ 18 tuổi, và tình bạn thì đếch phải như thế. Tôi biết sẽ đau một chút khi buông tay, tình cảm này giống như tự đái vào chân mình vậy. Bản thân ấm áp nhưng người khác thấy điên, bỏ ra đi anh bạn à. Tên khổng lồ thả cô bé xuống, rồi toàn thân rực sáng, biến mất, khiến Raph rơi tự do. Không sao, vì đã có Spamly. Ôi đừng tin nhân vật phụ. Anh rơi tự do tiếp. Lúc này, những cô công chúa ra mặt giúp đỡ, tạo dòng nước đỡ lấy. Rồi Elsa biến ra cầu trượt băng, công chúa tóc mây tết dây, tạo thành điểm an toàn, đỡ được Raph. Nó biến thành dù, đưa anh nhẹ nhàng tiếp xuống giường, rồi nhận một nụ hôn đánh thức từ... X. Họ cứu Raph vì anh là bạn của Venelope. Cuối phim, hai người chia tay nhau. Vene ở lại Slaughter Race. Shanks đã thêm mã nguồn cô bé vào trò chơi. Raph thì mang cái vô lăng trở về Sugar Rush, cứu lấy trò chơi, rồi gia nhập hội sách của Zangief, có những người bạn mới và một cuộc hành trình mới là tham gia vào trò chơi. Thỏ ăn bánh còn mèo uống sữa. Anh vỡ được một đống bánh, nhồi thỏ to bằng con lợn, khiến nó nổ tung và hết phim. Đến cuối cùng, tớ vẫn không biết ai sẽ xử lý con virus bất ổn. Nhưng thôi, chắc đợi phần 3 vậy. Phim khá hay, và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của The Reviewer.